đối đầu với anh. Chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ, chưa đối đầu. Ừ, thế bây giờ bây giờ đang ngồi đối diện. Ừ. Là... Anh Nguyễn Linh đừng cười, em run. Cho em chém một lúc. Anh Ninh ơi, anh đi bỏ cánh gà đi. À, chào anh. Chào các anh chị. Rồi, mà anh ngồi. Úi giời, ghế đẹp quá thế. Vâng. Anh ta là gì? Dạ, em tên là Phạm Trường Giang ạ. Năm nay 32 tuổi. Làm nghề gì anh? Dạ, em như ở cơ quan thì anh chị em gọi là tạp vụ. Theo chuyên ngành em học thì là kế toán. Tức là làm kế toán nhưng phục vụ tất cả mọi thứ. Vâng. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Thu Trang ạ. Thu Trang, Trang dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Ồ, mình đang làm việc ở đâu vậy Trang? À, dạ, em là nhân viên kinh doanh. Rồi, anh được mọi người trong ty yêu quý bởi vì lo cho nhiều người. Vậy thì tại sao lại không lẽ không có người nào thương anh à? Thực chất ở cái môi trường làm việc của em thì về cái vấn đề mà phụ nữ thì rất ít anh ạ. Phụ gì? Phụ nữ có nghĩa là những người con gái anh ạ. Và phái nữ. Anh là người đến từ đâu? Dạ em đến từ Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Vâng ạ. À, rồi vào trong Nam sống lâu chưa? Dạ cũng nhờ rời là được 3 năm rồi anh ạ. Nhờ rời à. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ nhưng đâu mà... có dám về nữa. Bố mẹ em bảo không lấy được vợ thì đừng có về. Bây giờ ấy khổ. Thì bây giờ anh muốn tìm người vợ của mình là người như thế nào nè? Thì đơn giản thôi chị ạ. Nhưng mà kể ra cũng dăm cái gạch đầu dòng. Đó là đơn giản là một người sống với mình chân thật, chia sẻ. Và kể cả những lúc mà mình có thể là lâm vào các cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là vinh hoặc là xuống tí nữa thì cũng không có gì. Người vợ đó vẫn cứ đứng ở sau mình, sống cởi mở thế thôi ạ, đơn giản. Còn gì nữa? Thì kể ra mà em thì cao 1m8 hơn, bạn gái kể ra 1m6 hơn thì cũng là tốt. Còn không thì thôi, ông giời cho cái gì thì là mình tận hưởng, chia tẻ. Đúng rồi, đơn giản rồi đi. Vâng. Vậy bây giờ còn bạn nữ của mình thì sao? À, cuộc sống của bạn hiện nay là bạn đang sống với ai? Ở trong này thì em đang sống với cả người thân ạ. Vậy quê bạn ở đâu? Dạ hình như em có nghe láng má bên kia có từ Hưng Yên gì đó đúng không ạ? Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, cô hỏi đi mà giỏi ơi, không phải xin anh Quyền Linh. Hỏi luôn mình. Hỏi luôn. Vâng, anh quê ở đâu ạ? Anh ở Phố Lối em ơi. Em nghĩ là Hưng Yên nhà mình là Phố Lối đâu, phải Phố Nối anh. Ừ thì ôi khổ thế nhỉ, người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào là. Có vấn đề gì không em? Dạ thì không, em... tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại. Không chúng em là chắc này. À cùng quê à? Ôi dồi ôi, may quá, vãi hết mồ hôi hột. Ôi thưa anh. Trời ơi, mặt em thất thần đấy anh ạ. Thế bây giờ là vậy là cùng quê rồi ha? Vâng. Vậy là thuận lợi hay là sao đây? Thuận lợi đúng không? Ôi như thế thì đúng là một đường là về luôn. Trước khi làm kế toán làm gì? Trước khi làm kế toán thì nó là một chuyện rất dài. Đó là ngày xưa em cũng đã ở trong môi trường quân đội. Quân đội? Vâng. Binh chủng gì? Binh chủng pháo binh ạ. Pháo anh trên đồi cao đấy anh. Pháo binh hả? To lắm rồi ạ. Pháo nổ to lắm hả? Vâng, to pháo lắm. Pháo lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Vâng. Bục giảng dưới rừng sâu em vẫn là chiến sĩ. Ôi cái chết cuộc đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau. Và bây giờ là em muốn ngày và đêm ở gần đây hơn, chứ không thể nào như ngày xưa được nữa rồi. Ngày xưa là chiến tranh, còn bây giờ là hòa bình anh ạ. Đấy, cho nên là em là học chuyên ngành pháo. Và sau đó một thời gian do cái môi trường nó không thích hợp thì em ra quân. Và cũng cố gắng chạy đua với thời đại một chút, là theo bè thì cũng đi học ngành kinh tế thì ra trường thì cũng nhờ rời đấy, cũng ơn rời là lại kiếm được việc.
đấy, cho nên là cũng đi làm một số nơi ở ngoài Bắc, xong sau đó thì em chuyển về trong này cũng được 3 năm rồi. Nói chuyện cũng có duyên thế này mà không lẽ đó giờ chưa có quen cô nào à? Em cũng đã quen, và mối tình đầu của em thì cũng 8 năm rồi ạ. Mấy mối tình rồi? Một thôi anh. Người em như thế này mà gánh đến 2-3 mối tình là chắc em kiệt sức. Ủa? Ủa, mình có tình yêu là mình mất sức lắm hả? Nhiều khi nó cũng... mình phải đi lại, thế là đâm ra nó mệt. Chị Cát Tường ạ. Đi lại là sao anh? Người yêu mà hơi khóc một chút là mình phải chạy đến, dỗ dành, rồi nói những lời yêu thương. Thế anh yếu lắm hay sao? Anh mất sức? Anh ốm lắm à? Nhờ bố mẹ cho ăn uống đầy đủ, cũng khỏe nhưng mà cơ bản là vẫn yếu so với cái chuyện đấy chị ạ. Rồi, em nghe anh nói thế em có sợ không? Em nghe giọng anh nói mày mà nghĩ cái việc là không biết mình bò thế nào về Hương Yên. Bò thế nào về Hương Yên á? Dạ, tần suất nói chuyện rất chậm rãi. Anh bắn pháo cho em về. Nhưng bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc một chút. Không, anh quá chững chạc, cái gì mình thấy anh duyên vô cùng luôn. Chững chạc là sao? Nhờ hỏi các bạn khán giả là từ nãy giờ các bạn có thấy là anh ấy chững chạc không ạ? Có. Vỗ tay cho mình biết nào. Có. Ôi dồi ôi, em cảm ơn khán giả. Em cứ tưởng các anh có chị ở dưới nào bảo là không chững chạc. Ôi dồi ôi, toát hết mồ hôi. Thế này không biết mà thêm vài chai bia vào thì như thế nào nhỉ? Bình thường lắm chị ạ. Trời em. Sợ rồi, hết dám nói gì luôn rồi. Không bình mà. Hơi run anh ạ. Em phải biết trận pháo chứ. Nhưng cũng có duyên, mình cũng có duyên lắm ha. Còn nhìn thì anh không biết cảm giác em thế nào, nhưng mà anh thấy nói chuyện có duyên, cũng gây được tiếng cười ha. Còn chuyện tình cảm thì cho em cảm nhận nha. Bắn pháo á. Bây giờ chị hỏi em này, bây giờ còn cái gì điểm gì mà yêu cầu gì ở bạn nam mình không thích không, thì mình qua mình coi luôn một lượt, cơ hội cuối cùng. Thôi trong sự em nhờ chị ghé qua chị xem giùm em. Xem giùm nha. Dạ vâng. Mập to cao lớn thế nào cũng được đúng không? Cái gì cũng được phải không? Dạ không. Mập thì mập vừa vừa, đừng có mập quá. Em nói vậy chứ chuyện hàng hai không, sao chị biết đường, chị chọn người. Chị nhìn em nè. Chị cân giùm em. 28 tuổi rồi đó cô. Dạ. Ok. Ôi dồi ôi, em chờ chị sang bên này lâu quá, khổ. Chị nói ở bên đấy lâu quá mà bây giờ mới sang bên này. Ôi chị xinh quá. Ôi ơi, ôi chị xinh quá, mắt ổng lúng la lúng liếng thế. Mà nó nghe nè, bình thường cũng nói chuyện chậm rãi vậy hả? Thì cũng bình thường thì em nói chuyện bình thường thôi. Còn đâu là lên chương trình chẳng lẽ là cứ đeo hai cái tàng chỉ ở mặt thì nó buồn quá, thì mình khuấy động phong trào lên. Thì mục đích hôm nay đến đây là tìm người yêu hay là tìm vợ? Em tìm cả hai. Đấy. Nếu được bao nhiêu lâu cưới? Được thì dây mốt chị ạ. Cái gì? Dây mốt đi chị. Dây mốt là cái gì? Ngày mốt. Một dây ạ. Một dây mốt. Một dây mốt ý ạ. Anh dịch sai thấy chưa? Được là một dây mốt là thấy. Hôm nay anh đến đây với ai? Dạ em đi cùng với số anh em ở trong công ty. Đâu? Đến các em ơi. Rồi. Các em ơi, đâu? Rồi, đấy, đấy. Trời, đâu à, chào các bạn. Đội pháo mình ơi. Nãy giờ mấy bạn thấy anh ấy chọi pháo dữ không? Bình thường ở trong công ty ảnh có vậy không? Bình thường thì anh Giang trong công ty cũng luôn là một trong những người rất là vui vẻ và tạo cái không khí làm việc nó thoải mái cho anh em. Lại vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà giờ mọi người nè, ba thanh niên luôn á, thì nhìn thấy cô này là có hợp với đồng nghiệp của mình đã bển không? Dạ anh ra cái bấm nút đi. Bấm nút đi ạ. À, bây giờ chị có một quyết định để coi cả hai người này như thế nào. Kéo màn lên đi. Kéo màn lên đi. Nha, quyết liệt nha. Bắn pháo tới tóc luôn nha. Vâng, em vẫn cứ chiến thôi ạ. Thôi coi được thì mình dễ chịu chút nha em. Dạ. Ha, mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó nghe. Dạ. Thôi chúng ta có 2 phút để gặp nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ, con chào anh ạ. Đấy. Chào em ạ. Em giận rồi, em cảm ơn ạ. Sao em mặt xúc động thế? Sao mặt em lại xúc động thế? Sao mặt em lúc nào cũng đỏ vậy đấy anh? À thế à? Dạ. Ừ. Mà từ nãy giờ nghe nó càng đỏ hơn nữa. Thế à? Dạ. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh? Chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ, chưa đối đầu. Ừ thì bây giờ... Bây giờ đang ngồi đối diện. Ừ. Thế là... Anh Quyền Linh đừng cười em run. Cho em chém một lúc. Anh Linh ơi, anh đi bỏ cánh gà đi.
Tường ơi, kêu em vụ này. Không, em... chị canh chừng anh Quyền Linh cho hai bạn có chém nhau đi. Là quê em là ở Hưng Yên, nhưng mà em ở huyện nào em? Em ở ngay trong thành phố ạ. À, thành phố Hưng Yên gì? Dạ. Và chỗ đấy là anh cũng đi qua một hai lần thì đấy. Em là con thứ mấy nhỉ? Dạ, em là con lớn ạ. Con lớn ạ? Ừ, thì... con lớn không phải con lớn. Ừ, anh là con thứ hai. Dạ. Ừ. Nên trên anh, dưới anh còn ai nữa không anh? Trên anh là anh trai. Dưới anh là... Đấy. Quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào? Thì mình hy vọng là cái người mà mình yêu thì cũng có chung một quan điểm và suy nghĩ như mình. Đó là cũng sẽ chăm lo cho gia đình. Nhà mình thì chỉ có hai chị em gái. Bố mẹ mình không có con trai, nên là mình cũng mong là cái người bạn của mình thì họ cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình. Cũng không phải là bắt buộc phải quá nhiều, nhưng mà cũng mong là sẽ chia sẻ thêm với cả bên mình. Căng thẳng vậy, mặt nghe mà thấy gắn hai cục chì rồi kìa. Cười rồi đấy chị ạ. Vâng. Thực chất ra là bạn ấy nói thì cũng là cái quan điểm của em cũng một phần. Thì khi đó thì mình chịu trách nhiệm với cả cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ không còn sự lo toan của bố mẹ hay như này nhiều. Thế bây giờ 30 giây cuối cùng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên? Anh thấy em xinh. Thế thì em thấy anh sao? Ôi dồi, còn 15 giây thôi đấy em. Ok. Ừ. Cũng anh ok thấy thì... em xinh. Em thấy anh xinh. Hay. Thế bây giờ là bấm được không em? Hết thời gian. Rồi không có hỏi bấm gì trên. Có năn nỉ gì, năn nỉ trước đi để người ta quyết định đó nha. Thôi em hãy về đội của anh đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Rất là dễ thương. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người muốn nói chuyện với bạn. Bạn rất là có duyên. Tại sao lại không nhấn nút? Dạ, cái nút nó bị lỗi đó. Cái nút nó bị lỗi đó. Có nhấn không? Dạ, có nhấn hả? Ôi dồi ôi, số em hay quá. Hai bạn nắm tay nhau một cái đi, rồi mình coi có truyền miếng điện nào chưa. Em có thể cho anh cầm tay em được không? Cho anh cầm bó hoa. Thôi em cứ cầm luôn cả hoa đi. Thế bây giờ không cầm tay thì chúng ta có thể ôm nhau một cái ăn mừng xã giao được không? Lịch sự thì có gì đâu à. Tôi xin tặng một cái bao thư, trong này có hai cái vé xem phim để hai bạn có thể nắm tay nhau đi xem phim. Đó là cái cơ hội đầu tiên mà chương trình muốn tặng cho hai bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc với nhau. Thôi rồi, em cảm ơn rất 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 cảm ơn chương trình. Ôi dồi ôi, may quá, anh có quà rồi các em ạ. Rồi, em xong cầm tay. Anh nhìn thấy em sao anh? Hơi yếu yếu. Bạn trong nó mạnh lắm anh. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào bạn, mời bạn ngồi đây. Chào bạn, bạn tên gì? Em tên là Huệ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Và em mới 27 tuổi thôi. 27 thì mình nói 27, mình nói 28 chi cho nó già. Nhưng mà người ta nhìn vô hồ sơ người ta nói em 28. Vậy hả? Vậy đang làm việc ở đâu? Em làm ở dưới Bình Dương, là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán. Rồi, Huệ 28 tuổi, làm nhân viên kế toán. Mời chàng trai. Bạn có thể giới thiệu tên mình cho người bên kia nghe. Dạ, em tên là Tường Thoại, năm nay em 29 tuổi. Dạ, hiện giờ em làm nhân viên giáo vụ ở một trường học. Và em có dạy thêm tin học cho mấy bé trường học. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì nó đặc biệt lắm. Thì em chỉ cần là bạn hiền, biết tôn trọng mình với gia đình mình. Rồi đặc biệt một cái nữa là biết nấu ăn.
Đấy, bạn đưa ra tiêu chuẩn tôi thấy dễ lắm. Dạ. Ờ, vậy còn Huệ thì sao? Huệ đến với chương trình với mong muốn là mình tìm một người yêu hay là mình tìm một người để mình tiến tới hôn nhân luôn? Dạ, trước tiên là người yêu trước chị. Người yêu trước ha. Dạ. Nếu được thì bao nhiêu lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, chắc năm sau. Năm sau? Vậy thì bạn mong muốn người yêu của mình là người như thế nào? Em mong muốn người yêu của em là có một chút xíu gia trưởng, quyết đoán, mạnh mẽ, nam tính, đừng có phóng khoáng. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Không hút thuốc này, cao 1m67 trở lên. Dạ. Bạn cao bao nhiêu? Em cao 1m50. Vậy bạn không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích bạn trai nhậu nhiều rồi đê về nhà quậy phá. Ồ, bạn bên kia bạn có nhậu nhiều không? Bên đây bạn nữ không có thích người nhậu nhiều đâu nha. Dạ, tôi đổ từ không dính nào chị ơi. Bà bên kia yêu cầu là một người rất là hơi gia trưởng chút xíu, nam tính. Anh nhìn thấy em sao anh? Hơi yếu yếu. Bạn trong nó mạnh lắm anh. Có ai nói vậy chưa? Có ai nói bạn yếu yếu không? Dạ cũng có, tại vì em thấy em không dính cái gì nó của con trai nó hư trơn nên người ta cứ nghĩ em là yếu, nhưng mà thật sự em không có yếu. Chắc không? Có chắc không? Dạ cũng chắc đó chị. Huệ ơi, nhưng mà dạ, mình từ xưa tới giờ bạn đã có mấy mối tình rồi? Dạ một. Một cách đây bao lâu rồi bạn? Cách đây hai, chia tay một năm rồi chị. Chia tay một năm. Thì lý do tại sao mình chia tay? Là gia đình bạn trai với gia đình em không có đồng ý. Ủa là sao? Vì già già mà nó xa quá nên không có đồng ý cho em đi xa. Ủa mà anh ơi, anh quê ở đâu vậy? Dạ em ở đây chị ơi. Ở đây luôn hả? May dạ quá. Trời ơi, tự nhiên mình quen nhau yêu nhau rồi bây giờ xa gia đình ta không chịu là thôi hả bạn? Dạ. Ồ, cũng khó quá ha. Còn gia đình bạn nam gia đình khó không? Lắm. Dạ gia đình em cũng dễ lắm anh. Bạn có bao nhiêu người trong gia đình? Dạ em có ba mẹ với lại đứa em. Vậy là hết rồi, có hai người thôi. Dạ. Lấy vợ về ở nhà hay là ba mẹ cho ra riêng? Thì cũng ở với nhà một thời gian rồi đó tính sau. Bạn nữ có thích làm dâu không? Dạ không thích. Tại sao vậy? Tại vì em thích sự tự do. Tự do nhưng mà bây giờ bên kia mà bạn trai người ta mong muốn là bên bển ba mẹ bạn ấy muốn bạn làm dâu. Nếu mà trong thời gian ngắn thì được. Thời gian ngắn là sao bạn? Thì ví dụ như sống nửa năm một năm thì được. Ở gì, luôn được không? Gì kỳ vậy? Ở luôn. Ba mẹ anh dễ lắm em ơi. Thì em cảm thấy không có thoải mái khi sống cùng với... Hay là bạn có những cái khuyết điểm gì bạn sợ là ba mẹ chồng của bạn sẽ nhìn thấy những khuyết điểm đó? Ví dụ như bạn bê bối bạn hay là sao không chăm sóc chu đáo cho gia đình chẳng hạn? Không chị, em tin là em có thể chăm sóc gia đình tốt. Vậy thì mình chăm sóc ba mẹ chồng cũng giống như ba mẹ mình thôi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn nè, bạn bên kia là nhất định là không làm dâu rồi đó. Yeah. Không biết ba mẹ bạn có đồng ý không? Em cũng không biết. Không biết giờ mình hỏi ha, hôm nay có ba mẹ mình ở đây không? Dạ có. Có hả? Rồi xin hỏi ba mẹ của chào cô chú à. Dạ xin chào cô gái nói rằng là không đồng ý làm dâu thì chú tính sao? Theo tôi nếu mà một người con gái đi lấy chồng mà không muốn làm dâu thì cũng hơi khó đấy. Đấy là không phải là cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Dạ. Đấy, người phụ nữ Việt Nam là luôn luôn là muốn là cùng ở chung với gia đình để phụng dưỡng bố mẹ. Dù là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ của mình cũng phải coi như là bố mẹ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô chú ạ. Vụ này căng nha. Dạ, chào chị. Chào bạn, bây giờ hỏi bạn nè. Sao chị? Có vẻ là hai bác không ưng bụng lắm. Nhưng bây giờ mở màn lên là cô bạn bên này rất là dễ thương. Dạ. Cái nhìn đầu tiên là sét đánh ngang tai. Dạ. Rồi bây giờ bạn tính sao? Thì như ba mẹ em nói là nếu mà em với bạn ấy có thể yêu nhau là đến hôn nhân thì tụi em sẽ có quyền quyết định của tụi em. Ba mẹ chỉ là ba mẹ định hướng qua một bên dạ luôn. Không, ba mẹ nói là ba mẹ định hướng thôi chứ không ép buộc. Thì em tin là một là em có thể nói được với cô ấy, hai là có thể bàn bạc lại. Có nghĩa là nói với cô ấy là về làm dâu. Dạ. Còn nếu cô ấy vẫn cương quyết không về thì coi như là mình đi theo cô ấy luôn. Em tin là em có thể thuyết phục được. Phải không? Dạ. Rồi để tôi về tôi thuyết phục phụ nha. Dạ, tôi thấy cảm ơn chị nhiều. Là không có chịu rồi đó. Cái vụ này không có được nha em. Dạ. Rồi để anh coi người lớn người ta nói đúng rồi đó. Em làm dâu mà đâu có gì đâu. Thì về ở chung ba mẹ lo mà. Dạ. Chị cũng sướng quá. Ừ, có sướng có gì đâu. Lâu lâu nấu cơm bữa chứ giờ dạ đâu phải như ngày xưa mà bắt phải chăm sóc ba mẹ rồi được đầy đủ chứ đâu phải đâu. Sáng đi làm mà nấu ăn sáng cho ba mẹ xong rồi chiều về nấu cơm chiều thôi mà. Dạ.
thấy cũng tốt. Được rồi. Có đâu, nhiều khi có nhiều nhiều ba mẹ chồng hả, sáng dậy là coi như ba mẹ chồng, có nhiều mẹ chồng làm đồ ăn sáng sẵn cho hai đứa con ăn. Đúng đi làm về là có cơm sẵn cho ăn luôn á. Em thấy ba mẹ của bạn ấy sao? Dạ nhìn thấy bác cũng hiền quá đi chứ. Chịu chưa? Dạ. Chịu làm dâu không? Dạ dạ để em trả lời với bạn đó. Đúng rồi, người ta chưa gặp mặt nào tôi biết đâu trả lời. Trời ơi, gài hàng quá Linh ơi. Thôi vậy được rồi đó, thế ít có khi nào có hai bác đầy đủ đây nha, hai bác quyết định rồi đó, mốt cưới luôn á. Rồi kéo màn lên gặp luôn, làm cho nó sơm tụ luôn ha. Dạ. Yeah. Màn lên kéo đi. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau và quyết định bấm nút. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ anh chào anh. Ờ, dạ em đang làm Bình Dương hả? Dạ. Nhà em ở đâu lận, em đi làm xa hả? Em ở chỗ ở bên Bình Thạnh á, nhà em ở Tây Ninh. À dạ em lên Tây Ninh hả? Dạ. Vậy em đi bằng xe đưa rước hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ anh đẹp trai á. Mới có người khen lần đầu ấy. Ồ dạ hả? Thì cảm ơn em đi. Cảm ơn em nhiều. Những cách nói chuyện của anh thì em cũng cảm thấy anh cũng hơi yếu đuối đúng không? Không có quyết đoán mạnh nhiều đúng không? Không, chứ do giọng nói thôi. Chứ tính sự việc đó thì mình sẽ quyết đoán theo kiểu của mình. Thế để sau này có gì thì nhận xét sau ha. Giờ cứ bấm nút đi, nhận xét sau. Đúng rồi. Không chịu tâm sự nói chuyện chứ mình cứ rủ người ta bấm nút hoài vậy. Vậy cho lẹ chị ơi, ngồi đó hai bạn gung hết thì lấy gì nói chị. Anh nói đi, em đâu có rung đâu. Thì em cứ hỏi đi, anh nói. Thấy 28, 29 tuổi là cũng lớn rồi đó. Mình phải tính được cưới luôn rồi, phải sanh con đẻ cái nữa chứ. Thôi là muộn á. Thế em muốn sao đẻ mấy đứa con? Em á hả? Ừ. 3 đứa. Đủ không? Đủ sức nổi không em? Sao mà giật mình, 3 đứa con sao giật mình dữ vậy? Em chỉ ước được 2 thôi, một nam một nữ thôi là được. Em vui lắm rồi. Buồn lắm. Buồn lắm hai. Thôi vậy cũng được. Rồi sao em ba phải quá vậy, cái gì em cũng được vậy? Muốn làm dâu không? Hỏi em đi. Thì giờ mấy giờ ba mẹ em nói, anh nói vậy á thì em thấy sao? Đó. Đó. Em dễ bị thuyết phục lắm. À vậy hả? Ba mẹ hiền, ba mẹ dễ thương. Vậy anh coi như câu trả lời của em là đồng ý rồi đó. Cài hàng quá ha. Ông cài hàng ghê luôn. Hết thời gian các bạn. Đặt tay ra sau nút nha, suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 tới hết thời gian không bấm là thôi nha. 1 2 3. Em dạ mới đếm có 2 à mà em nhấn nút rồi. Nhưng sợ hơn nút chị ơi, nhân vô cả chắc chị. Còn em cảm nhận như thế nào? Thấy anh hiền quá, em phải huấn luyện cho nó dữ dằn lên một chút mới được. Ủa chồng hiền thì tốt sao phải huấn luyện cho người ta dữ dằn? Không được đâu chị ơi, hiền quá. Hiền quá hả? Dạ. Hiền quá mà cũng nhấn nút bây giờ huấn luyện cho nó dữ dằn. Dạ. Trời ơi, hai bạn này gu cũng lạ lắm nè. Tôi đi trước cũng rất là vui vì cũng đã mai mối được cho hai bạn thành công. Có thể đó là những bước đầu, còn nhiều cái e ấp ha, còn nhiều cái chưa có hiểu hết. Thì chương trình sẽ tạo điều kiện cho hai bạn, tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đó là cơ hội đầu tiên để hai bạn hẹn hò với nhau. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được những cái điểm chung. Rồi nhớ có gì là phải về làm dâu nha. Hứa rồi đó. Cảm ơn hai bạn. Như vậy chúng ta đã thành công trong 2 cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn. Lúc trước em học đại học y dược. À. Dạ em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng dễ nhìn sáng láng là được. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền. Mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Rồi đây. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do ạ. Em lúc trước em học đại học y dược. À. Dạ em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu, bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi,
Bạn nhà gái. Dạ, con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ, con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con về Việt Nam về Việt Nam để tránh dịch đúng không? Về lâu chưa con? Tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À, năm hả? Tụi nó mới về. Rồi mới là về năm cuối. Tuần là mệt. Dạ, đang là sinh viên năm cuối. Ờ, mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Tại ba mẹ cũng nhẹ ý từ hồi con ở bên bển rồi. Con về đây thì con cũng coi chương trình mình, con thấy chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn nam, điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em á, thì em hay giở dây thun anh ạ. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao tính đâu gì? Rồi em sẽ nhưng nói mà... từ lần thứ 5 tới 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm vậy đó. Dạ. Để cô bảo vệ con. Dạ. Con có bị càm ràm không? Dạ không mà. Không hả? Dạ. Con càm ràm cũng được, không có sao không? Chào con, 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi xưng con luôn đi. Tại vì nhỏ chào... gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ rồi bé 23 tuổi hôm nay nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á, hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á, hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đằng trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada, học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên đây cao, cũng, bên đây cũng như người du học như bộ. Du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam. Đại học y dược. Dạ, đó, chào chú. Rồi, chào con. Con cao mét bao nhiêu con nói cho chú hết. Dạ, con cao khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Nói vậy là ok rồi. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì nắm tay tôi? Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được đúng càm không mọi người? Lắm luôn thì đó, tại vì chưa đúng là phải càm. Chưa thấy bà mối nào có càm ràm từ sáng tới chiều tối. Người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu những cái gì chú mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặn, với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được. Sao? Bên đây đẹp trai nè. Sáng sủa, tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, cao 1m7 hơn con. Dạ. Rồi con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa, em không bao giờ em hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ, tính em rất là thoải mái, không có kiểu như gia trưởng. Em phải thế này, em phải thế kia, cái này là mình có sự... tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca Diva Mariah Carey đó. Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu. Ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy. Đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí. Đúng dạ không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ mới yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ, ta qua bển để yêu chắc. Hả? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp với anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không?
con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt, cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra, và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi, cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em có hai mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại, lướt Facebook rồi nghe nhạc này nó kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con. Ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ mời anh. Xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ anh chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng. Đây bà xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên ốc anh không phải bằng họ mà là do mai mối. Mai mối. Nên tôi rất thích chương trình này, nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Bởi vì coi đi coi lại rất là nhiều lần. Là rất là thích. Bé về một năm nay để tôi động viên khuyên nhủ nó. Nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác cụ và phụ huynh là ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh. Sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn nói ngay, nói liền, và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy là không để bụng, không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm, nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó, phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi hết kỹ. Và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ không phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giờ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có biết. Những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó, nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hối mới hoài. 23 thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok, con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngang ngửa với chú. Qua cùng tên với chú. Nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái, chú hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Khùng của chú. Dám nhậu cùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á, thì con sẽ theo đội của mình. Dạ. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ con ạ, anh Khánh ạ. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Đứng lên đi con.
Em chào anh. À, chào em. À, hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ, em cảm ơn mời anh. Mời em ăn thử. À, bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ, bánh đậu xanh ạ. Rồi, cảm ơn anh. Tự nhiên anh rồi, đây, không dạ, ai con... thấy đâu. Không, hôm nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Ừ, cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Đâu đâu, cầm, là... dạ. Cầm một con lên đi, cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết dạ, một thông điệp về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả tim đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn rồi. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà. À, em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em rất là tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't say you don't even know how I'm alive. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am, still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your heart captured my soul. And every night on see you in my dream. Trời, anh hát hay quá à. Giờ tới em dạ, không, hát tiếng Anh chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ, hôm nay hát chưa tốt. Hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guide and star. It's season. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi đúng luôn hả ha. Con thôi bây giờ dạ. Các bạn về vị trí ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Dạ, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, dạ. Thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó. Dạ. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này dạ. Rất là dễ dàng kết nối. Dạ. Nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy với sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ. Tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất dạ. Thì rất là trung thành mà đúng không mọi người? Dạ, dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Ba em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á. Cho nên là ba em muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận. Cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Là cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Duyên suy. Dạ. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Detox không khí từ trong ra ngoài. Trẻ là vậy, hiện đại đúng là vậy con. Đó nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không có thích. Có rào trước đó sao. Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha.
nào hãy nắm tay và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Và con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi, hai bác gật đầu rồi đó. Dạ. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên ạ. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này, cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ. À. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN, công nghệ DC inverter tiết kiệm đến 70% điện năng, vận hành siêu êm, độ ồn chỉ 27 dB, quạt chín cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Tối về đọc nó để chiêm nghiệm, để trải nghiệm và để chăm sóc mối tình nó đẹp hơn ha. Dạ, chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Đi bên đây đi, rồi qua chào ba với chào mẹ ăn cái nào. Đó, qua chào hai bác cái đi. Nói chung cuộc sống mà có khùng khùng chút xíu nó mới vui. Dạ, chào đi Tùng. Đó. Dạ, cô chú. Mong rằng họ sẽ có nợ với nhau để cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Đó là cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ Hồng Vân, Quỳ Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hiện tại em đang là một chủ quán ăn nhỏ ở gia đình ở nhà. Vui vẻ, hòa đồng, yêu thích ca hát và rất là nhiều tài lẻ. Ví dụ như là quay phim, dựng phim, thu âm, ghi âm. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của một công ty thuộc tập đoàn Canada. Của em là em thuộc tiếp người là hòa đồng. Em luôn sống lạc quan và nghĩ một việc, mọi việc theo cái hướng tích cực ạ. Xin mời nhà gái. Chào em, anh để đồ đây đi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi anh. Mình giới thiệu một chút về mình đi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em chào anh Nam bên cạnh ạ. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Duyên. Năm nay em 37 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của một công ty thuộc tập đoàn Canada. Hiện tại em đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ, em ở Tân Bình ạ. Và em làm việc tại Bình Thạnh. Quê em ở Phú Yên chị. Xin mời nhà trai. Chào tất cả mọi người. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Huỳnh Thanh Hải. Sinh năm 1980. Hiện đang sống tại Đồng Nai. Hiện tại em đang là một chủ quán ăn nhỏ ở gia đình ở nhà. Là thợ nấu luôn không? Dạ, em nấu hết một mình em. Em nấu một mình em bán luôn. Dạ. Ôi, giỏi vậy, nấu món gì? Dạ, nói chung là tất cả những món bình dân mà người ta thường hay ăn. À, giỏi vậy là vợ khỏe rồi đó. Em là quê Đồng Nai luôn hả? Đâu? Dạ, ở cụ thể là gần khu du lịch Bửu Long. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Vui vẻ, hòa đồng, yêu thích ca hát và rất là nhiều tài lẻ. Như tài lẻ là thí dụ? Ví dụ như là quay phim, dựng phim, thu âm, ghi âm. Hoặc là làm về cơ khí. Nói chung rất được rồi đó. Vậy là trời ơi, đó. Cái gì mà bách nghệ luôn vậy trời. Nghệ luôn á. Có điểm yếu tại gì vì, không? Dạ, tại vì em thì thật sự là từ năm 12 tuổi em đã ra ngoài bươn chải rồi. Dạ. Có nghĩa là em thấy người ta làm gì được em sẽ học và làm. Làm cho bằng được thôi. Và cũng rất là ít đến trường học cái môn đó. Mà tự nghiên cứu sau này có YouTube á, em sẽ học thêm đó. Vậy là phải nói là có cầu tiến đó. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em á, thì thứ nhất á, là em nghĩ rằng á, là khi mà mọi người mới nhìn vô em á, khi mà chưa nói chuyện á, thì có thể là nghĩ em rất là khó tính. Nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, rồi em nói rất là nhiều. Rồi còn mọi em nhà gái.
Dạ, điểm mạnh của em là em thuộc tiếp người là hòa đồng. Em luôn sống lạc quan và nghĩ một việc, mọi việc theo cái hướng tích cực ạ. Khuyết điểm của em là em nói hơi nhanh. Có lại một cái nữa là em hơi thẳng thắn đối với bạn bè và đồng nghiệp, cho nên nhiều khi cũng làm cho bạn bè buồn. Một cái nữa là em thấy em thích ngủ nướng. Hy vọng là em tìm được một người đồng hành có thể buổi sáng gọi em dậy sớm để cùng nhau đi chạy bộ ạ. À vậy đó hả? Tưởng người đồng hành ngủ nướng chung chứ. Ok. Đường tình duyên em gái thế nào rồi em? Từ trước tới giờ thì em chưa trải qua mối tình nào ạ. Thiệt không? Dạ. Lý do? Hồi đi học thì em chủ yếu tập trung vào việc học. Đi làm thì cũng chỉ tập trung vào công việc thôi, không có chú trọng nhiều về tình cảm á. Nhưng mà phải có lời ông tiếng ve đồ này, ve vãn đồ này kia nọ chứ. Dạ có, thì cũng có vài anh thương và để ý, cũng có tỏ tình. Nhưng mà lúc đó thì em cũng chưa có quan tâm đến tình cảm lắm á. Cho nên là tụi em chỉ dừng lại ở bạn bè thôi ạ. Trời ơi. 37 người xinh xắn trắng trẻo. Để tôi coi nhà gái ra là bị choáng rồi đó. Dạ, em chào anh. Ba dễ thương không? 37 tuổi dễ thương chứ. Chắc tại khó tính quá đúng không? Có khó không? Khó tính không? Dạ chắc có chút chút. Có chút chút hả? Có hai vấn đề đặt ra. Một là khó tính, hai là giới tính. Có thích gái không đó? Dạ không chị. Em nói thẳng đi, em nói thẳng đi, em thích trai hay gái chứ không phải. Em thích trai đẹp. Em thích trai đẹp. Thích trai đẹp. Trai đẹp, không thích trai xấu hàng ra. Tiền ngoài chưa ra đúng không? Mấy người mũm mĩm mập mập. Nín đi. Nín đi. Áp lực không em? Dạ em ra em cảm thấy bị choáng luôn. Em say sẩm luôn đúng không? Thậm chí giờ em còn không nhớ là bạn gái giới thiệu tên gì luôn. Đó, em nói lại tên cho anh hết hồn. Dạ em tên là Duyên ạ. Tức Duyên. À, anh chào Duyên, anh tên Hải. Đó. Dạ em chào anh Hải. Duyên Hải. Em linh cảm là người này là... Hình như là tối hôm qua em có nằm mơ đó. Phải không? Nằm mơ sao? Dạ nằm mơ thấy một người con gái của ngày mai là mặc áo đỏ. Dạ rồi, hình như nữa? Cái mặt sao cũng nữa? Tròn tròn. Tròn tròn. Thì tướng người chắc hình như cũng khoảng 1m55. Trời ơi, em có cảm giác như đây là cái người con gái mà giống như là trong mơ của em không? Em linh cảm không? Em hình như em nghĩ là em cũng có giác quan thứ 6 đấy. Mà không biết có thật hay không. Ôi chị cũng mừng, chị mong là ngày hôm nay là em sẽ gọi là sở hữu được cái món quà ông trời trao cho em. Nhưng mà đường tình duyên của em sao rồi? Dạ em thì đã đổ vỡ hôn nhân một lần. Dạ từ năm rồi, sau khoảng 15 năm cũng có hai đứa cha đứa con. Nó cũng có nhiều vấn đề lắm, có nghĩa là trước đây đứa thứ hai của em á là nó mới có 1 tuổi à. Thì em nghĩ nếu mà hôn nhân mà đổ vỡ lúc đó thì con em rất là khổ. Tụi em cũng cố gắng hàn gắn lại với nhau rất là nhiều lần. Nhưng mà vẫn không có không cùng quan điểm. Dạ. Bây giờ hai cháu ở với ai? Dạ hai cháu bây giờ hiện đang ở với ông bà nội. Em nuôi hết hả? Trên giấy tờ là tụi em lo hết. Cháu nhỏ năm nay được nhiêu rồi? Dạ cháu nhỏ năm nay 11 tuổi. Cháu lớn? Dạ 16. Ồ vậy là tụi nó cũng lớn hết cũng rồi. Cũng lớn rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng là em gái ơi. Dạ. Một cái người đã từng ly hôn thì em cảm nhận thế nào? Dạ em nghĩ thì vấn đề ly hôn nó cũng không phải là cái rào cản. Quan trọng là em với ảnh cảm thấy có hòa hợp với nhau hay không. Hoặc là ảnh có tạo được cho em cái cảm giác an toàn mà em có thể tựa vào hay không ạ. Còn vấn đề con cái? Thì cho em hỏi một xíu ạ. Thì anh tiến tới tìm hiểu của ai đó, anh có chuẩn bị tâm lý cho các bé chưa ạ? Hai đứa nhỏ em có từng hỏi rồi. Sau này mà ba có vợ á thì hai đứa thấy như thế nào? Thì hai bé nó có nói vậy, ba có vợ không sao hết, tụi con giờ lớn rồi, tụi con thích ở với ông bà nội thôi. Ba có vợ thì ba ở với vợ ba. Em khỏi phải lo gì về vấn đề đó. Nếu như vậy thì theo anh thì khi mà bước vào gia đình của anh, em cần chuẩn bị những cái tâm lý gì để em có thể hô hợp với gia đình của mình ạ? Thứ nhất là nếu mà chúng ta đến với nhau á, hãy hiểu cái vấn đề hôn nhân là gì trước đã. Anh có cảm thấy khó khăn gì anh sẽ chia sẻ với em để em hiểu. Dạ, em cũng vậy, em có cái gì đó khó khăn hoặc là em cảm thấy gút mắt gì về có phải làm dâu hay không, hoặc về mấy con anh có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Em hãy nghĩ về chúng ta. Rồi, một chút xíu hai bạn sẽ gặp nhau để trao đổi vấn đề đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đã. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp và em họ của em ạ. Chào MC Duyên Dáng, Quyền Linh. Xin chào MC xinh đẹp Hồng Vân. Cảm ơn chị. Ông Mai bà Mai rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Tôi tên là Thúy Lam, là một người bạn đồng nghiệp và vai người chị của Tuyết Duyên. Thì xin nói một chút về Tuyết Duyên, cái nhận xét của mình là
Khi mà làm chung với Thuyết Duyên khoảng gần 3 năm nay thì mình nhận thấy là em là một người rất là trầm tính. Nhưng em có những cái suy nghĩ rất là chín chắn. Theo mà chị hiểu Duyên á thì Duyên cũng không có quan trọng cái vấn đề về hôn nhân. Duyên thích theo đuổi sự nghiệp, công việc. Ở bên bạn nam á, thì đối với em á, thì sau khi mà vợ chồng đổ vỡ như vậy á, thì em có nghĩ rằng cái cô đó sẽ là một cái người bạn của mình không? Sau khi mà ly hôn rồi, cô ta cũng có dắt một vài người bạn ở công ty tới ủng hộ quán cũng mấy lần. Và dĩ nhiên là coi như bạn bè bình thường thôi. Và em lúc nào em cũng hoan nghênh cái tinh thần đó. Còn chuyện kia là không bao giờ. Chị thấy ảnh là một người rất là man nha. Và không có phải là hot boy như là cái suy nghĩ là em mong muốn một người đẹp trai. Nhưng mà chị nghĩ thực sự cái đó không phải là yếu tố chính đâu. Mà một người từng trải. Và ảnh đã qua một cái lần đổ vỡ hôn nhân như vậy thì ảnh sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm. Và cái sau thì chắc là ảnh sẽ làm tốt hơn. Chị nghĩ là có thể em nên cho ảnh một cơ hội. Dạ. Ok, rồi dạ. Cảm ơn chị. Em đi với em trai. Dạ, đi với hai người bạn thân. Mời đại diện nhà trai. Dạ, đầu tiên cho phép em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em là bạn của anh Hải. Thì em chơi với anh Hải cũng đến nay cũng khoảng gần 20 năm rồi. Em khá hiểu rõ về tính của anh. Thì anh rất là hiền lành. Và anh có sâu lối sống rất là lành mạnh và nề nếp. Đặc biệt là anh nói ăn ngon, anh hát hay. Về chị Duyên đây á, em thấy chị rất là xinh xắn và dễ gần. Thì em nghĩ anh chị nên mở lòng ra và cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Ok, rồi. Cảm ơn em. Mở rào. Rồi, mở rào. Rồi, đây là không gian của tụi em. Hãy thoải mái trò chuyện nha. Bắt đầu đi em. Chào em. Chào anh ạ. Tặng cho em một con heo, nó đang híp mắt, giống như nó đang ngủ. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, chị cầm giùm. Em cảm ơn. Em tặng anh một cái cây. Cây này tên là cây kim tiền. Thì nó có ý nghĩa là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Dạ, anh đổi tên thành kiếm tiền được không? Dạ, tùy anh. Và thông qua cái cây này em cũng xin muốn gửi một thông điệp ạ. Việc mình chăm sóc một cái cây, muốn cho cây nó phát triển, nó đơm hoa, có trái thì nó cần có cái sự vun đắp. Mình phải hiểu được cái cây đó đặc tính nó như thế nào. Mình xây dựng một mối quan hệ như cũng vậy ạ. Cũng cần phải sự thấu hiểu và vun đắp của cả hai bên. Rồi, hy vọng hai đứa cùng vun đắp ha. Mở đầu câu chuyện hãy phá tan cái bầu không khí nãy giờ nó căng thẳng quá. Bằng bài hát nào đó đi em trai. Vậy em hát một đoạn nhạc hậu quảng đi nha. Rồi. Cho nó vui nha. Hát trước mặt bạn gái, biểu diễn trước mặt bạn gái. Chim rừng liễu lo cánh thơ mộng hoang, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối khó mong chi thông lộ, xin người chỉ giúp giùm cho. Dạ xin hát rồi. Hát hay chứ. Em cảm thấy về anh như thế nào khi mà mới gặp? Dạ thì cảm giác anh là một người hiền lành, chuẩn chạc. Có cảm thấy nóng khó khăn hay là gì không? Dạ, tại không, vì em cũng... anh hỏi khảo sát 100 người là có 100 người trả lời đủ hết đó. Em thấy anh cũng nhìn cũng dễ mến ạ. Cảm ơn em. Anh nhận xét em như thế nào ạ? Thì em là người anh theo anh nhận xét rất là kỹ. Và những gì mà em chuẩn bị làm hay em chuẩn bị nói em cũng suy nghĩ rất là kỹ. Thật sự nếu mà chúng ta tìm hiểu với nhau và về với nhau thì thật sự anh, bản thân anh cũng không cần phải lo lắng nhiều về bất cứ gì, chỉ cần là thương hai đứa nhỏ và quan trọng là phải thương chồng. À, sau này mà có cuộc sống chung chẳng hạn thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn mà tự nhiên là em không muốn cái mâu thuẫn đó nó xảy ra rồi, nhưng mà có mâu thuẫn giữa em hoặc là có những cái hiểu nhầm nào đó giữa em và các bé thì lúc đó anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy, chứ anh cũng không phải thiên về ai hết, anh nghĩ cũng không đến nỗi gì đâu. Em có thể về Biên Hòa sống được không? Phụ quán phụ hỗ trợ chồng để cho cái quán nó phát triển tốt hơn chẳng hạn, vậy em có làm được không? Vũ Long là cũng khu du lịch rất là lớn luôn á.
Dạ, nhà em ở đâu? Hiện tại thì em làm việc ở Hồ Chí Minh. Thì em thấy Đồng Nai với lại Hồ Chí Minh thì cũng không phải là khoảng cách quá xa. Nhưng mà cái việc mà em có về Phú Quốc hay không thì nó sẽ là cái việc của tương lai. Giả sử như lúc đó mà em không đồng ý về cùng Phú Quốc với anh thì như thế nào? Thì mình sẽ sắp xếp ra sao? Thì anh, ví dụ chúng ta vẫn quen nhau và anh có thể chạy lên chạy xuống để thăm em mà. Đâu nhất thiết là phải về liền đâu. Em có thể hỗ trợ đầu tư cho cô ấy phát triển kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh được không? Dạ có thể. Tánh em có ghen không? Em không biết tương lai thì em không dám nói trước. Nhưng mà hiện tại em nghĩ là em không phải là tiếp người ghen. Bởi vì khi mà em nhìn nhận bất cứ một sự việc gì em sẽ nhìn nhận rất là đa chiều. Chứ em không phải nghe bất cứ một ai đó nói thì em sẽ tin tập vào cái lời đó. Không, nó quán, nó quán không ghen gì nổi nữa là ghen. Là không ghen phải không? Dạ. Chắc chắn không ghen phải không? Rồi hỏi ổng có ghen không? Anh nghĩ em nên ghen đi. Tại vì ghen thứ nhất là thương anh em mới ghen. Thứ hai nữa là anh cũng có chút giá trị để em phải ghen. Anh Hải có ghen không ạ? Không, anh rất là ghen luôn. Thấy chưa? Nhưng mà ghen có văn hóa. Có nghĩa là phải tìm hiểu có thật sự là có cái chuyện đó hay không. Chứ không phải là cái gì cũng ghen. Ok. Rồi, bây giờ nè, Hải bước tới nắm tay cô gái và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nói thế nào đó. Dạ, vẫn còn run luôn anh. Em có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ. Em thấy anh Hải hơi run. Run lắm luôn. Biết nói làm sao em hiểu lòng anh. Từ con tim tha thiết chân thành. Muốn nói với em nhiều lắm. Nhưng rồi anh lại lặng câm đêm ngày thương nhớ âm thầm. Biết nói cùng ai tâm sự để vơi. Người tôi yêu thương nhất trên đời. Người yêu của tôi thật thà. Không mơ cao sang lùa là. Không màng phố thị đèn hoa. Cảm ơn. Đến hát nữa mà dài quá. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm duyên nha. Suy nghĩ thật lòng. Đúng rồi, anh Linh nói đúng. Cũng bằng trái tim của mình nha. Em suy nghĩ kỹ cái lời của anh Linh nói ha, đúng không? Và bây giờ chị cũng nghĩ là em phải có thể em nên cho mình một cơ hội. Tại vì cái tuổi của mình nó cũng lớn rồi, đúng không? Thời gian cũng không còn nhiều. Nhưng mà đương nhiên vẫn phải là từ trái tim nha. 1 2 3. Có thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút gì đó tại sao em lại không bấm? Em cũng muốn em và anh Hải sẽ có được một người phù hợp hơn đối với mình. Nhưng mà điều này không có nghĩa là anh Hải không phải là người tốt. Chính xác. Chương trình gửi tặng bạn nữ phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN công nghệ DC Inverter tiết kiệm đến 70% điện năng. Vận hành siêu êm, độ ồn chỉ 27dB hoặc 9 cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Cảm ơn hai đứa, em đi đây. Một nửa mảnh ghép nó cũng chưa hợp nhau lắm. Mỗi người một mảnh ghép khác nhau. Nếu để cho nó có thể ghép nhau được thì phải cần gọt giũa rất là nhiều, cần rất nhiều sự hỗ trợ của rất là nhiều phía. Một chút tiếc nối nhưng không sao cả. Miễn sao họ tìm được một nửa mảnh ghép hạnh phúc là được rồi. Vấn đề không phải là bấm nút mới hạnh phúc. Có đôi khi không bấm nút là hạnh phúc nữa.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò.